để giữ mạng mỗi ngày cô đều vẽ vết bớt lên mặt cố tình để bản thân thành vịt xấu xí vậy mà chị gái vẫn ghen ăn tức ở muốn cướp cả chồng chưa cưới của cô sai người hủy hoại trong trắng của cô cô gái sợ hãi trốn vào ban công khách sạn nhưng chị gái không tha đuổi tới tận nơi thấy đã cùng đường cô đành nhảy xuống từ ban công cũng may bên dưới là bể bơi nên cô không sao cô chị gào lên sai người đuổi theo nhưng thuộc hạ lại dè chừng nhị tiểu thư đây là địa bàn của cửu gia đó nghe nói ngài ấy rất tàn bạo một tay che trời, chúng ta không động vào được đâu, cô chị không cam tâm, nhưng cũng không làm gì được, cố chỉ tịch ngước lên, không thấy bọn họ đâu, tưởng họ xuống dưới bắt mình, vội vàng leo lên bờ, rồi trốn vào căn phòng cạnh đó, nhưng vừa mở cửa phòng, một bàn tay đã kéo cô vào, đẩy ngã cô lên giường, rồi giữ chặt cô, cô nhóc, giúp tôi, cô muốn gì cũng được, một giọng nam trầm vang lên, đôi mắt đen lái tràn lửa dục giọng, như thể ngay giây sau cô sẽ bị anh ăn, sạch, cố chỉ tịch hoảng sợ tột độ, giờ cô chẳng cần gì cả chỉ cầu xin đối phương tha cho cô, nhưng thấy thuốc giải trước mặt, xinh đẹp tẹt rời như vậy, anh ta không nhịn được nữa, lập tức nâng mặt cô lên rồi hun, sau đó là những tiếng soạt soạt, hai người bắt đầu việc chính, sau hai tiếng bị hỗn loạn, cố chỉ tịch thấy dã rời, ấm ức nước mắt cô chảy xuống, nhưng giờ không phải lúc yếu đuối, cô phải tranh thủ lúc tên khốn đó không để ý, để chuồn khỏi đây, nhưng y phục bị hắn xé hết rồi, trong tủ chỉ toàn sơ mi của hắn, cô đành lấy tạm một cái, không ngờ lại vừa vặn, đang chuẩn bị mở cửa chuồn người đàn ông lên tiếng với giọng bất mãn tôi cho cô đi chưa cố chỉ tịch giật bắn mình cô ngoảnh lại nhìn thấy đôi phương đang nhìn mình chằm chằm cô mắng hắn đồ khốn nhưng hắn vẫn thản nhiên tôi đã nói chỉ cần cô chịu làm người của tôi cô muốn gì tôi cũng đáp ứng nhưng không ngờ cô lại chê anh kém cái thứ gầy gò như anh tôi đây không cần nói xong chạy một mạch ra ngoài người đàn ông không đuổi theo cô bởi vì anh biết cô không thoát được rất nhanh anh đã sai người phong tỏa cả khách sạn để anh xem cô nhóc đó có dám che anh nữa không Lúc này ở sảnh lớn khách sạn, vệ sĩ đã dẫn người đi lùng sục, mặc dù mọi người đều rất phối hợp, nhưng có mấy cô đang vội ra sân bay, bắt đầu bực bội, bố tôi là sếp của tập đoàn này kia, nếu các người dám cản đường, tôi sẽ khiến các người không thấy được ngày mai, nhưng sau khi nghe là lệnh của cửu gia, thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ, chúng tôi không vội, chờ được, nhưng cố chỉ tịch trốn trong góc thì không đợi được, cô sốc khi biết mình động nhầm vào ông lớn, nếu bị bắt, chắc chắn khó giữ mạng, nhưng bây giờ phải trốn ra thế nào, cô đang suy nghĩ cửu gia đã bước ra từ thang máy thấy trai đẹp các cô các chị đều ngẩn ngơ thậm chí có người do quá kích động mà bệnh tim tái phát đau đớn quỵ xuống mọi người lập tức gọi bác sĩ trong khách sạn đến nhưng lúc đang cấp cứu cửu gia tinh mắt nhận ra trong số y tá có một người khả nghi mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra mái tóc đỏ đó lập tức chỉ vào cô chính là cô ấy mau bắt lại vệ sĩ nghe xong lập tức đuổi theo cố chỉ tịch thấy bị lộ đành bỏ chạy thục mạng nhưng cô nhanh chóng chạy đến đường cụt bên dưới là đường cao tốc Cả người cô tê dần, thấy hướng nào cũng chết, cô dứt khoát liều, chuẩn bị sẵn sàng trèo rào nhảy xuống, Cửu Gia thấy vậy, lập tức lao đến cứu cô, nhưng vẫn chậm một bước, nhưng không ngờ, Cố Chỉ Tịch lại nhảy trúng nắp một chiếc xe công, Cửu Gia tự dưng lại thở phào, Cố Chỉ Tịch ngồi vững, quay sang giơ ngón tay thối về phía Cửu Gia, đàn em của Cửu Gia ngơ ngác, khen cô ghê gớm, dám khiêu khích cả Cửu Gia, nhưng ngay sau đó, Cửu Gia quay sang nhìn đám đàn em, khiến cả đám sợ dựng tóc gáy, Cửu Gia yên tâm, tôi dẫn người bắt cô ta về ngay thấy cửu gia nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, cậu ta vỗ ngực thề, nếu không bắt được, tôi sẽ nuốt gieo. cậu ta không tin có cái xe nào mà mình không đuổi được, nhưng nửa tiếng sau hắn trách sững, người đâu rồi, rõ ràng camera vẫn thấy cô ta trên xe, sao giờ lại biến mất, đau khổ là cửu gia, còn cho người mang gieo đến thật, tóc vàng sợ hãi, vội ôm chân cửu gia xin một cơ hội, nhưng đúng lúc này, cứu gia lại nhìn thấy vết máu trên giường, trong đầu nảy lên một ý nghĩ, hừ nhóc con, để tôi xem em chạy đi đâu cố chỉ tịch ló đầu ra khỏi bụi cây thấy không có ai cô mới dám ra nhưng cả người cứ nơm nớp lo sợ đang không biết về nhà kiểu gì đột nhiên một chiếc xe suýt đâm vào cô cũng may xe phanh kịp sau đó tài xế xuống xe mắng cô đi không nhìn đường cố chỉ tịch biết mình sai nên chủ động xin lỗi xin lỗi anh tôi không cố ý nói xong định rời đi ai ngờ người đàn ông trên xe lại gọi cô lại nói cô con gái một mình đi đêm không an toàn chủ động đưa cô về cố chỉ tịch định từ chối nhưng nghĩ đến trên người không có tiền nên vẫn đồng ý nhưng khi lên xe rồi cô lại co rúm người người đàn ông chắc đoán được cô ngại gì đó nên an ủi cô đừng căng thẳng anh không phải người xấu thậm chí còn chủ động giới thiệu bản thân nhưng sau khi biết anh là nhị thiếu gia nhà họ mộ cô bất ngờ thì ra anh chính là chồng chưa cưới mà ông nội chọn cho cô chị cô cũng vì anh mới làm ra chuyện ngày hôm nay cô đang mải nghĩ anh lại bất ngờ ghé mặt qua cô đang nghĩ gì mà thần người ra thế cô còn chưa cho tôi biết tên cô thấy cô cứ ấp a à ấp úng anh lại tưởng cô ngại vô cùng đắc ý, hứ nhóc con, bị sự đẹp trai của tôi mê đắm rồi chứ gì, mà không biết cô đang ghét mình thế nào, cái mặt đê tiện này, rốt cuộc chị ta thích anh ta ở điểm nào, lúc này cô không muốn cho anh ta biết thân phận, nên nói dối mình tên tiên tiên, ai ngờ anh ta lại nâng cầm cô lên, nhỏ giọng, đúng là người đẹp như tên, tiên tiên đẹp như tiên nữ, cái ánh mắt hám gái đó, nhìn cố chỉ tịch làm cô gai hết người, sao hôm nay toàn gặp đám đàn ông lưu manh, thấy không ổn, cô đành giả bộ say xe muốn nun, vội kêu tài xế dừng xe. Cho cô xuống xe một chút, nhưng vừa xuống cô đã chạy mất hút, khi anh ta nhận ra, cô đã biến mất rồi. Về đến nhà Cố Chỉ Tịch ngủ một mạch đến sáng, như thế hôm qua chưa xảy ra chuyện gì cả, nhưng khi cô đi đánh răng, vết đỏ trên cổ lại khiến cô nghĩ về chuyện xấu hổ hôm qua, nhưng cô chỉ biết thầm cầu nguyện, mong sao mãi mãi không phải gặp lại tên biến thái chết tiệt đó nữa, mà đâu biết họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cố Chỉ Tịch sửa soạn xong chuẩn bị xuống lầu, đã nghe thấy tiếng khóc của chị gái, thì ra ông muốn Cố Chỉ Tịch gả cho nhị thiếu gia nhà họ Mộ còn chị cô cố thanh sẽ gã cho tam thiếu gia nhà đó nhưng tam thiếu gia là một người tàn tật nên cố thanh không chịu cố gắng thuyết phục bố cô còn trẻ như này sao có thể gả cho một tên tàn tật con nhỏ xấu xí cố chỉ tịch gả cho tên tàn tật mới xứng mẹ kế cũng thêm vào cảm thấy con gái bà ta cố thanh gả cho nhị thiếu gia mới mang về càng nhiều lợi ích cho cố gia nhưng bố cố chỉ tịch lại khó xử vì đây là ý của ông nội ông không quyết khác được nhưng cố thanh lại nói giờ ông ốm nằm viện không biết bao giờ mới tỉnh lại nên bố bố đồng ý đi khi bố cố chỉ tịch đang do dự cửa phòng khách bất ngờ mở ra thì ra là nhị thiếu gia nhà họ mộ đến anh ta vừa đi vào đã phát hiện bóng dáng quen quen tiên tiên tốt quá cuối cùng tôi cũng tìm được em anh ta kích động nắm lấy tay cố chỉ tịch nhưng chỉ thấy một khuôn mặt xấu xí với vết bớt dài cô gái không thèm cậu em trai đẹp trai lại gả cho anh trai đã bị hủy dung chỉ vì nghe nói anh tàn tật hai chân liệt nửa thân dưới không thể làm gì nào ngờ đêm tân hôn anh lại có thể đứng dậy ép cô xuống giường hôn lên cổ cô cô ngây người, vậy mà nói liệt nửa thân dưới, không gần nữ sắc, vốn dĩ ông nội muốn gả cô cho mộ nhị thiếu gia, gả chị gái cho tam thiếu gia, chị gái lại chê anh tàn tật, không đồng ý, muốn đổi vị hôn phu với em gái, vậy nên người cha thiên vị chị gái, nhân lúc ông nội bị bệnh, liền tự ý đổi vị hôn phu của cả hai, cố chỉ tịch xem xong thông tin của tam thiếu gia, liền vui vẻ đồng ý, nào biết chàng trai đeo mặt nạ trên tư liệu, lại là cửu gia lần trước vô tình trải qua một đêm với cô, từ lần trước cô bỏ trốn, anh luôn đi tìm cô sau đó anh xét nghiệm DNA vết đỏ trên giường, mới tìm được cô, sau khi biết cô ấy là vị hôn thê của mình, anh liền hồi tưởng, lần trước cô chê anh không ổn, anh nhếch miệng, xem ra đến lúc tặng cô chút bất ngờ rồi, sau đó anh cho người báo cho gia chủ mộ ra, mở tiệc đính hôn sớm, hôm sau, cố chỉ tịch cùng chị gái và nhị thiếu gia đến mộ ra, trên đường, cố chỉ tịch luôn chê nhị thiếu gia, lại nghi ngờ về anh, nghĩ gương mặt xấu xí, sao lại giống như trong lòng cô như thế, lúc cô thất thần, nào biết chị gái cố tình, đã tức phát điên, mộ thiếu gia không phải đã thực sự nhìn chúng con nhóc xấu xí đó rồi chứ, vừa mắng cố chỉ tịch, vừa chuyển chủ đề, sở ca ca, tình tình lần đầu đến chỗ anh, không quen môi trường, anh phải quan tâm người ta nhé, mộ nhị thiếu gia miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng thầm chê, phiền thật đấy, tuy đã có vị hôn thê, nhưng vẫn không thể quên cô gái trong lòng, nào ngờ cô gái ấy lại đang ở ngay bên cạnh, rất nhanh họ đã đến mộ gia, vừa xuống máy bay, cố chỉ tịch được đưa đến chỗ tam thiếu gia, cô ngồi máy bay cả ngày vốn chỉ muốn tắm rửa nghỉ ngơi lại bị trợ lý đưa đến phòng chính, nói tam thiếu ra muốn gặp cô, cô chỉ đành đi theo, nhìn bóng lưng anh, cô bỗng thấy quen thuộc, nhưng hai người chưa từng gặp mặt, xin chào tam thiếu ra, tôi là cố chỉ tịch, vừa chào hỏi xong, nào ngờ anh nói, chị cô không muốn gả cho tôi, nên bảo cô tới thay hả, xin đó, ai cũng nhìn ra mà, cứ phải nói làm gì ngại dùng luôn, cố chỉ tịch tuy mắng trong lòng, nhưng chỉ thở dài, có thể hiểu như thế, sau đó anh lại hỏi cô, tự nguyện gả cho anh sao, cứ nghĩ cô sẽ giả vờ tình nguyện nhưng cô nói thẳng, rằng không tự nguyện, nhưng không có quyền từ chối, nghe vậy Mộ Tam thiếu gia liền không vui, quay người nhìn cô, nào ngờ dọa cô giật mình lùi lại, "Sao? Sợ tôi à?" "Không phải, tôi nhận nhầm người." Sau khi nhìn rõ mặt anh, Cố Chỉ Tịch thở dài một hơi, lần đầu nhìn còn ngỡ là người đàn ông kia, anh thấy vậy cũng không hỏi nữa, chỉ bảo cô dìu anh lên giường, Cố Chỉ Tịch nhìn đôi chân thon dài của anh, bỗng nghĩ, thật sự tàn tật sao? Nhìn còn đẹp hơn cả chân mình, ngay khi cô thất thần, anh bỗng đứng dậy cố chỉ tịch trách lặng tam thiếu chân anh thấy cô ngạc nhiên anh thì thầm sắp khỏi rồi nhớ giúp tôi giữ bí mật sao sắp khỏi rồi cố chỉ tịch ngẩng đầu nhìn anh nào ngờ chán lại chạm vào môi anh bỗng tiếp xúc gần như vậy tim cô đập mạnh vội lùi lại nói bản thân không cố ý anh lại điềm nhiên thậm chí còn vòng tay qua eo cô hai người sắp đính hôn xíu này có là gì sau này còn nhiều chuyện thân mật hơn cố chỉ tịch đỏ mặt ai bảo là tên này không ổn chứ tên khốn nào đồn tin giả vậy vốn định tránh né nhưng anh ôm càng chặt hơn còn đẩy cô xuống giường đặt tay lên môi cô an ủi cô đừng lo chân anh đang dần hồi phục có thể khiến cô hạnh phúc nói xong liền hun lên cổ cô không cho cô cơ hội mở miệng cố chỉ tịch tê cả người ai thèm cái hạnh phúc đó chứ cô vội đẩy anh ra lần đầu gặp mặt hai người đã thế này thì không ổn lắm tam thiếu ra nói ngày mai hai người đính hun bảo cô không phải sợ anh sẽ chịu trách nhiệm nói xong liền túm lấy cạnh áo cô nào ngờ cố chỉ tịch vì thủ thân như ngọc nên cô đồng ý gả cho chàng trai tàn tật. Cô cứ ngỡ bộ sạc của anh và đôi chân đều đã hỏng rồi. Nào ngờ lần đầu gặp mặt, vị hôn phu ấy đã đẩy cô xuống giường, định ăn sạch cô. Cô sợ hãi, không phải nói là liệt nửa người, không làm được sao? Tên khốn nào đồn tin giả? Thấy sắp không giữ được thân mình, cố chỉ tịch vội vàng nói bản thân là người truyền thống, nếu làm chuyện đó, ít nhất cũng phải đợi sau khi đính hôn. Nào ngờ anh thực sự đồng ý, nhưng hôm nay em phải làm quen với anh. Nói xong liền đổi hướng, um cô vào lòng ngoan đừng nói chuyện ngủ đi nhưng cố chỉ tịch sao có thể ngủ chỉ nghĩ ngày mai phải làm thế nào chẳng lẽ đồng ý thật cứ vậy qua hôm sau cô thức trắng đêm vừa xuống tầng đã bị chị gái châm chọc ô hô tối qua thế nào nghe nói tam thiếu ra tàn tật nửa thân lần đầu tiên của cả hai chắc cũng lạ lùng lắm nhỉ cố chỉ tịch chỉ cười khẩy chỉ sợ gặp chị anh ấy mới không ổn thôi nhưng anh ấy nói rồi đối với nữ nhân lòng lang dạ sói không làm nổi chuyện đó cố tình không ngờ em gái bình thường yếu đuối lại biết phản bác cô ta tức giận mắng con nhóc xấu xí kia muốn trách hả gả cho tên què cũng muốn lên mặt với tao nói xong còn muốn ra tay với cố chỉ tịch lại bị một âm thanh sắc lạnh ngăn lại sao cố tình thấy là mộ tam thiếu gia cũng chẳng quan tâm thậm chí còn lên mặt không có gì chỉ là vị hôn thê của anh có mắt như mù thôi làm bổn tiểu thư giận đang định dạy dỗ nó nào ngờ vừa dứt lời tam thiếu gia đen mặt người của tôi còn cần cô dạy à nói xong liền gọi bảo vệ đuổi cố tình đi cố tình tỏ ra đáng thương nhìn vị hôn phu của mình sở ca ca họ bắt nạt em còn muốn đuổi người ta đi, anh phải làm chủ cho người ta, nào người nhị thiếu gia không hề giúp, mà làm theo lời tam thiếu gia, bảo cô ta về phòng, cố tình xanh mặt, tên nhị thiếu này sao thế, rõ ràng bản thân mới là người thừa kế, sao còn phải nhìn sắc mặt tên quẻ đó, cô ta không can tâm, sau đó mới biết, hóa ra mộ lão gia thiên vị tam thiếu gia, nên ở mộ gia, địa vị của nhị thiếu gia không bằng, nghe vậy cô ta hừm một tiếng, có chút hối hận, chẳng lẽ lúc đầu chọn nhầm người thật, nào ngờ ý đồ của cô ta đã bị nhị thiếu gia thấy hết tôi khuyên cô đừng nghĩ nhiều nghĩ xem lễ đính hôn tối nay dỗ lão gia vui đi nếu không sau này ở đây cũng không dễ sống đâu cố tình nghe vậy tuy không can tâm thậm chí còn mắng thẩm vị hôn phu bất tài đến tiệc tối cô ta vẫn ngoan ngoãn đi diễn dâu hiền dù thế nào cô ta không cho phép cố chỉ tịch sống tốt hơn mình nào ngờ cố chỉ tịch không muốn so hơn thua vốn cố chỉ tịch cùng tam thiếu gia xuất hiện nhưng anh bỗng nói mình không khỏe bảo cô tự đi cô vừa đến đó đã có không ít người bàn tán về cô nói tam thiếu gia chê cô xấu mới không tham gia tiệc đính hôn tân nương này sợ sau này vẫn còn nguyên rồi nào ngờ đây chính là điều cô mong đợi nếu thật sự có thể cô vẫn mong có thể còn nguyên nhưng tam thiếu gia nói không khỏe cũng có nghĩa là tối nay không cần động phòng khi cô còn mải suy nghĩ ngoài cửa bỗng có tiếng hét mau nhìn cửu ra về rồi nghe cái tên quen thuộc cố chỉ tịch bỗng hoàn hồn quay đầu nhìn quả nhiên là anh sao anh lại ở đây chứ khi cô còn thất thần anh đã đi đến bên cạnh mộ lão gia giới thiệu xong mới biết hóa ra đây là chú của tam thiếu gia mộ bắc thành chẳng lẽ mình cũng phải gọi là chú sao trái ngược với sự lo lắng của cô cố tình hai mắt sáng rực hóa ra đây là cửu gia à mẹ nó đẹp trai quá mạnh hơn vị hôn phu bất tài kia mất lần cô ta định dựa dẫm một chút lại bị ngó lơ đối phương chỉ nhìn cố chỉ tịch đây là vị hôn thê của lão tam nhỉ nhìn quen lắm này chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không nghe vậy cố chỉ tịch ngây ra vài giây anh ấy không nhận ra mình sao nghĩ lại hôm ấy bị rơi xuống nước cố chỉ tịch giật mình vội phẩy tay, nói rằng chưa từng gặp, sợ anh nhận ra cô, nhưng đối phương nghe xong, liền nhếch miệng, xem ra tôi nhìn nhầm rồi, lão tam nhờ tôi chiếu cố cô, vậy xíu nữa cô ngồi cạnh tôi đi, hả, ngồi cạnh sao, sao có dự cảm không lành, rất nhanh trợ lý dẫn cô, đến phòng ăn, mộ lão ra lại bảo cô ngồi cạnh bố mẹ cố, mấy ngày không gặp chắc họ rất nhớ con, ở cạnh họ một lúc, nghe vậy cô rơi vào trầm tư, họ mà thèm nhớ tôi, thì gà trống đã biết đẻ trứng, nhưng ngồi cạnh họ vẫn hơn cạnh cửu gia thấy cố chỉ tịch đồng ý cố tình vui mừng tốt vậy thì vị trí cạnh cửu gia là của mình rồi cô ta định ngồi cạnh mộ bắc thành tiện cầm bình dịu định rót cho anh mộ bắc thành lại không vui nhìn chằm chằm cố chỉ tịch tôi đồng ý với lão tam sẽ chăm sóc cô cô còn chưa vào mộ gia đã muốn tôi bị mất lòng tin sao thấy vậy mẹ cố vội bảo cố chỉ tịch qua đó sợ để lại ấn tượng xấu với mộ gia sau này không có lợi cố tình chỉ đành về ngồi cạnh bố mẹ lúc này nhị thiếu gia lên tiếng tôi khuyên cô đừng có ý đồ gì chú tôi ghét phụ nữ lại gần nghe vậy cô ta hổ thẹn vội dỗ ngọt cửu ra chỉ vì nghĩ cho địa vị của hai người khi thấy cố chỉ tịch rót rượu cho bộ bắc thành cô ta ghen ghét vô cùng sao con nhỏ xấu xí đó lại có được sự sủng ái của cửu gia chứ nào có biết cố chỉ tịch không can tâm chút nào vừa rót rượu xong chuẩn bị ngồi xuống nào ngờ anh lại đưa tay sang vào ngày đính hôn của cháu mình bá đạo tổng tài đã tra khảo hôn thê của cháu mình dồn cô ấy vào tường với vẻ mặt khiêu khích cô gái này hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi cố chỉ tịch giật mình lẽ nào anh ấy nhận ra mình rồi không phải anh ấy đang hỏi dò mình chăng anh đẹp trai thế này nếu tôi có gặp thì làm sao mà quên được cửu ra thế nhà đầu này khen mình liền ghé sát tai cố chỉ tịch thì thầm cô nói thế là đang câu dẫn tôi à to gan gớm nhỉ hành động này làm cố chỉ tịch bối rối cô chỉ biết thở dài tên này mắc bệnh tự luyến à cố chỉ tịch nói mình chỉ đùa thôi tôi nhát lắm anh đừng làm tôi sợ thấy cố chỉ tịch nói mình nhát cửu ra nhớ lại đêm đó Cố chỉ tịch nhảy từ cầu vượt lên xe tải, còn giơ ngón tay thối, với vẻ mặt thách thức, anh nâng cầm cô lên, cô bảo mình nhát à, cố chỉ tịch thấy cửu ra, không có ý định buông tha mình, lập tức chuyển chủ đề, tiểu thúc, anh không đi vệ sinh à, cửu ra cười khẩy, nhìn cố chỉ tịch và nói, nhưng tôi thấy cô thú vị hơn đó, cố chỉ tịch xịt keo, trần đời có ai đi so sánh, người với đi vệ sinh bao giờ không, lúc này mọi người thấy cố chỉ tịch và cửu ra mãi vẫn chưa về, nên đã bảo cố tinh tinh và mộ nam sơ đi kiểm tra, cố chỉ tịch thấy có người đến vội vàng bảo cửu gia buông mình ra nhưng anh bảo mình đau đầu quá thế là gục đầu lên vai cố chỉ tịch có người đến mà anh ấy chẳng có chút dấu hiệu nào là buông mình ra cả biết cửu gia đang chơi trò mèo vần chuột chắc chắn sẽ không để cố chỉ tịch yên hai người kia càng lúc càng gần rồi hết cách cố chỉ tịch đành giơ tay đẩy cửu gia ra, ra ai ngờ anh ngẩng đầu lên sau đó trao cho cố chỉ tịch một nụ hôn tự dưng được ăn món cháo lưỡi đầu óc cố chỉ tịch quay mòng mòng suýt nữa ngã khuỵu cửu gia hôn xong lại gục đầu lên vai cố chỉ tịch cố chỉ tịch tưởng anh say thật rồi đành mặc kệ cho anh tựa lúc này cửu ra hỏi cô sợ à cố chỉ tịch lúng túng trả lời nếu bị họ phát hiện sau này tôi nhìn mặt tam thiếu kiểu gì lúc này cửu ra nhìn cố chỉ tịch say đắm và nói cẩn thụy hào phóng với tôi lắm hay là cô hẹn hò với tôi đi người đàn ông này dám cướp hôn thê của cháu ngoại dồn cô ấy vào tường còn bảo cố chỉ tịch hẹn hò với mình đi nhưng cô không đồng ý dứt khoát từ chối thế là bị cưỡng hun cửu ra còn nhéo cố chỉ tịch một cái mỉm cười xấu xa mềm quá bị cửu gia trêu chọc cố chỉ tịch không dám phát ra tiếng vì chị của cô đang đi tìm bên ngoài lúc này cố tinh tinh đã mở cửa sắp bước vào nhưng cửu gia vẫn bám lấy cố chỉ tịch như sam không có ý định dừng lại làm cô sợ trách khiếp nếu bị chị nhìn thấy thì còn mặt mũi gì gặp tam thiếu nữa nhưng cô không biết thực ra cửu gia đã sắp xếp đàn em canh bên ngoài rồi một chàng trai tóc vàng đã thủ sẵn trước cửa nói với cố tinh tinh cửu gia đã trở lại đại sảnh rồi nghe vậy cố tinh tinh và mộ nam sơn bỏ đi cố chỉ tịch thấy chị đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm nghĩ bụng chắc là ổn rồi nhỉ tự dưng cửu ra ôm chầm lấy cố chỉ tịch thì thầm bên tai cô bây giờ không còn ai làm phiền nữa rồi bạn nhỏ cô phải cảm ơn tôi chứ nhỉ nghe xong cố chỉ tịch giật mình run rẩy hỏi anh định làm gì đương nhiên là làm chuyện tôi muốn làm rồi cố chỉ tịch vội vàng đẩy cửu ra ra may mà lúc này điện thoại của cửu ra đổ chuông nghe máy xong vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc sau đó nâng cầm cố chỉ tịch lên bạn nhỏ tối nay tạm thời tha cho cô sau này chúng ta còn gặp lại, sau đó anh bỏ đi, bảo chàng trai tóc vàng đưa cố chỉ tịch trở lại phòng tam thiếu. Về tới nơi cố chỉ tịch không thấy tam thiếu đâu, đang thắc mắc tam thiếu đi đâu rồi thì trợ lý Lôi Lập mang một bộ y phục màu hồng tới chỗ cố chỉ tịch, nói là tam thiếu chuẩn bị cho cô. Cố chỉ tịch nhận lấy y phục, vừa ra khỏi cửa thì trông thấy, tam thiếu đã về từ lúc nào? Cố chỉ tịch đi tới chỗ tam thiếu, thấy thế anh hỏi cô, bữa tiệc tối nay thế nào? Cố chỉ tịch nói rất vui, tiểu thúc đối xử với em rất tốt. Tam thiếu nghe xong liền nói chắc chắn tiểu thúc sẽ chăm sóc em cẩn thận tự dưng cố chỉ tịch ngửi thấy mùi rượu trên người tam thiếu định diều anh lên giường nghỉ ngơi thấy cố chỉ tịch dắt mình lên giường tam thiếu sững sờ nhìn cố chỉ tịch và nói em cũng hầu hạ người đàn ông của mình như này à nghe xong cố chỉ tịch ngơ ngác nghĩ bụng chắc anh ấy uống say nên chưa muốn ngủ vội tam thiếu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ rồi nói chân của anh không tiện em tấm cho anh đi cố chỉ tịch thấy tam thiếu nhờ mình tấm hộ bối Bố rối không biết phải làm gì giúp anh ấy tấm thế thì chẳng nhìn thấy hết à tam thiếu thấy cố chỉ tịch mãi không nhúc nhích nên đã bồng cô lên nếu em không biết hầu hạ thì để anh đêm tân hun tam thiếu bảo vợ tấm cho mình cố chỉ tịch vô cùng căng thẳng run rẩy cởi áo sơ mi của chồng nhìn cơ bụng sáu múi cố chỉ tịch lập tức bị hút hồn tay chân cứng đờ nuốt nước bọt cái ực tam thiếu thấy cố chỉ tịch cứ nhìn chằm chằm vào người mình liền nhắc nhở đừng đứng ngay ra đó nữa làm chuyện khác đi khi nào lên giường thì tính tiếp nghe xong cố chỉ tịch vội vàng lấy khăn tấm lau người giúp tam thiếu tự dưng tam thiếu quay phát lại nhìn cố chỉ tịch còn giơ chân ra trước mặt cô thế là cậu em của tam thiếu đập thẳng vào mắt cố chỉ tịch bầu không khí vô cùng xấu hổ cô nghĩ bụng nhưng ai cũng nói anh ấy bị bất lực mà sao lại như thế này nhờ cố chỉ tịch giúp một tay rất nhanh tam thiếu đã mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng vừa về phòng ngủ tam thiếu liền đẩy cố chỉ tịch lên giường và nói y phục em ướt hết rồi cởi ra đi nghe xong cố chỉ tịch đã bồn chồn sẵn rồi bây giờ lại càng bồn chồn hơn thấy cố chỉ tịch cứ ngơ ngác nhìn mình tam thiếu lại nói tiếp chắc em nhớ đêm qua em đã nói gì chứ lúc này cô mới nhớ ra đêm qua tam thiếu muốn làm chuyện đó với mình lúc đó vì chưa sẵn sàng nên cô mới bảo đợi sau lễ đính hôn cố chỉ tịch lo lắng hỏi tam thiếu tam thiếu em tưởng đêm nay anh thấy khó chịu ai ngờ tam thiếu lại trả lời nhìn thấy em anh hết khó chịu rồi cố chỉ tịch sợ hãi hét toáng lên chờ đã cô nói mình muốn đi vệ sinh sau đó nhanh chóng bỏ chạy vào phòng vệ sinh cố chỉ tịch khóa trái cửa lại đêm nay không được ra ngoài có chết cũng không ra Tam thiếu thấy Cố Chỉ Tịch ở lì trong phòng vệ sinh không chịu ra, liền nói qua cánh cửa: "Bạn nhỏ, em định trốn đến lúc nào?" Cố Chỉ Tịch lấy lý do mình đau bụng, nhằm qua mặt Tam thiếu, cứ tưởng trốn trong đó là yên phận rồi, nhưng Tam thiếu cũng rất kiên nhẫn, chờ đến khi Cố Chỉ Tịch ngủ thiếp đi trong phòng vệ sinh, mới mở khóa bước vào, bồng cô ra ngoài, sau đó, Tam thiếu chỉ nhẹ nhàng đặt Cố Chỉ Tịch lên giường, hôn lên trán cô, rồi ôm Cố Chỉ Tịch ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Cố Chỉ Tịch tỉnh dậy, thì thấy Tam thiếu vẫn đang say rất nồng. Nhìn bộ dạng đang ngủ của anh, Cố Chỉ Tịch cảm thấy anh rất giống Cửu Gia, cô giơ tay định tháo tấm che mắt của Tam thiếu ra. Cô gái này cho tới tận khi kết hôn rồi, vẫn không biết chồng mình trông như thế nào. Nhìn Tam thiếu đang ngủ say, Cố Chỉ Tịch định tháo tấm che mắt của anh, nhưng vừa giơ tay ra, Tam thiếu bất chợt tỉnh lại, giữ chặt lấy tay Cố Chỉ Tịch, nghiêm giọng, "Em định làm gì?" Cố Chỉ Tịch lúng túng nói, "Mình chỉ định gọi anh dậy để tới chào ông nội thôi." Nghe xong Tam thiếu không chi cứu nữa, trước khi đi chỉ cảnh cáo một câu, "Lần sau em đừng làm vậy nữa." sau đó cố chỉ tịch đưa anh tới đại sảnh mô trí viễn thấy cố chỉ tịch đến quát ầm lên bắt cô quỳ xuống cố chỉ tịch ngơ ngác chuyện gì vậy mộ trí viễn tưởng cố chỉ tịch giả ngốc vứt một tấm ảnh xuống bàn tam thiếu cầm nó lên xem là cảnh một người đàn ông đang tựa lên vai cố chỉ tịch rất thân mật bị ai đó chụp trộm cố chỉ tịch cũng nhìn thấy tấm ảnh cô vô cùng sợ hãi mộ trí viễn gặng hỏi cố chỉ tịch người trong ảnh là ai cố tinh tinh thấy thế giả vờ can ngăn nói cố chỉ tịch còn nhỏ chắc là bị ai chơi xỏ rồi nhưng sao bóng lưng của người trong ảnh giống tiểu thúc vậy nghe xong mộ trí viễn nổi trận lôi đình cố chỉ tịch mày to gan gớm nhỉ đêm qua a cửu uống say không tỉnh táo mày dám câu dẫn thằng bé cố chỉ tịch định giải thích nhưng bị cố tinh tinh chen ngang nghe thì tưởng là bênh cố chỉ tịch nhưng thực ra là đang đổ hết tội lỗi lên đầu cô cô ta nói tiểu thúc say thật nhưng đáng lẽ lúc đó cố chỉ tịch phải từ chối chứ ông mộ thấy thế liền giải thích với tam thiếu a cửu sẽ không cướp vợ của anh đâu sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đuổi cố chỉ tịch ra khỏi mộ gia không cho bước vào mộ ra một lần nào nữa. Đột nhiên Tam Thiếu, nắm lấy tay cố chỉ tịch và nói, cô ấy là hôn thê của tôi, có đuổi cô ấy đi, cũng phải được tôi cho phép đã. Nhưng ông mộ cho rằng bằng chứng đã quá rõ ràng, cố chỉ tịch đã phản bội Tam Thiếu xứng đáng bị trừng phạt, cố tinh tinh cười khẩy, lặng lẽ theo dõi mọi chuyện, thấy Tam Thiếu định bỏ qua cho cố chỉ tịch, cô ta không thèm nói đỡ cho em gái, ngược lại còn thêm dầu vào lửa, bị cố tinh tinh thao túng, ông mộ cho rằng, chuyện này không thể tha thứ được, nếu bị lộ ra ngoài mộ ra còn mặt mũi gì nữa đột nhiên tam thiếu quay sang nói với cố tinh tinh cố chỉ tịch làm mất mặt mộ ra tôi thấy có ai đó đang dở trò ở đây rồi nói xong anh đứng dậy khỏi xe lăn làm ông mộ và cố tinh tinh sửng sốt anh ôm lấy cố chỉ tịch và nói người trong ảnh chính là tôi nghe xong hai người kia chết điếng tam thiếu nhìn về phía cố tinh tinh và nói ban đầu định để nha đầu này giữ bí mật ai ngờ cô ta lại làm ra chuyện này xem ra phải điều tra cẩn thận kẻ chụp tấm hình này là ai người đàn ông này nhìn thấy tấm ảnh Hôn thê của mình và người khác um ấp nhau, đối mặt với bằng chứng sắt đá này, anh không những không tức giận, mà còn nói đỡ cho cô, Tam thiếu bảo người đàn ông trong ảnh chính là mình, sau đó đưa Cố Chỉ Tịch rời khỏi đại sảnh. Cố Chỉ Tịch thấy Tam thiếu đứng ra bảo vệ mình, cảm thấy vô cùng xúc động, nhưng bây giờ Tam thiếu mới chất vấn Cố Chỉ Tịch, em và tiểu thúc là mối quan hệ gì? Cố Chỉ Tịch sững sờ, vì cô tưởng chuyện giữa mình và cửu gia, Tam thiếu đã biết từ lâu rồi, cứ nghĩ anh sẽ giận lắm, nhưng Tam thiếu lại dặn cô, sau này có hú hí bên ngoài thì cẩn thận vào trong ảnh hai người ôm um nhau hơi chặt rồi đấy nhìn tam thiếu cố chỉ tịch cảm thấy rất nghi ngờ vì anh chẳng khác gì cửu ra cả đặc biệt là bóng lưng về phòng cố chỉ tịch nói với tam thiếu chúng ta đã đính hôn rồi sau này sẽ là người thân nhất của nhau em nghĩ có vài chuyện chúng ta nên nói thẳng nói rồi cô định tháo băng bịt mắt của tam thiếu ra nhưng bị anh ngăn lại thấy thế cố chỉ tịch ấm ức nói chúng ta đã là vợ chồng rồi mà anh có xấu đến mấy em cũng không ghét bỏ đâu vừa nói xong cô liền bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của tam thiếu cố chỉ tịch cũng nhận ra mình đã lỡ miệng lúng túng giải thích ý em không phải anh xấu anh không xấu chút nào đã thế còn có bo đi sáu múi nghe vậy tam thiếu tiến lại gần cố chỉ tịch em nhìn người anh rồi còn anh thì chưa nhìn của em cố chỉ tịch sợ hãi lùi lại không phải hình như anh hiểu nhầm rồi hiểu nhầm vừa rồi ai bảo phải nói thẳng với nhau hay em có tên khác rồi à cố chỉ tịch vội vàng giải thích không có em chỉ thấy anh rất giống tiểu thúc thôi tự dưng tam thiếu đẩy cố chỉ tịch xuống giường mở mồm ra là tiểu thúc em nhớ hắn thế à, em mê tiểu thúc rồi chứ gì, anh còn phải ra mặt thay em, em cũng nên trả giá đi chứ nhỉ, nói xong tam thiếu túm lấy cố chỉ tịch, xé toạc một phát, thấy anh nổi thú tánh, cố chỉ tịch chỉ muốn bỏ chạy, nhưng bị tam thiếu kéo trở lại giường, anh xé toạc y phục của cố chỉ tịch, cô vùng vẫy đẩy tam thiếu ra, tam thiếu, đừng làm vậy mà, xin anh đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, tam thiếu ôm chầm lấy cố chỉ tịch và quát lớn, xéo, sau đó anh kéo cố chỉ tịch vào lòng, tam thiếu đẩy ngã cố chỉ tịch, xuống giường xé hỏng y phục của cô đang định làm bước tiếp theo thì có tiếng gõ cửa chen ngang tam thiếu vốn không quan tâm nhưng người bên ngoài nói tiểu thúc cần gặp anh nghe vậy tam thiếu đành phải buông cố chỉ tịch ra anh làm cố chỉ tịch sợ trách khiếp nhưng vừa rồi tiểu thúc đã gọi tam thiếu cố chỉ tịch vẫn rất thắc mắc vì cô luôn nghĩ hai người họ là một nghĩ vậy cố chỉ tịch định gặp thẳng mặt để xác nhận nhưng vừa bước ra ngoài đã bị trợ lý của tam thiếu chặn đường cố tiểu thư cô mặc thế này không tiện ra ngoài lắm nhỉ cố chỉ tịch nói mình chỉ muốn xuống tầng chào tiểu thúc thôi nhưng lôi lập nói tam thiếu đã dặn mình phải để cố chỉ tịch ở lại phòng kiểm điểm bản thân nói rồi anh khóa cửa lại mặc kệ cho cố chỉ tịch đập cửa ầm ĩ thấy lôi lập không có ý định thả mình ra cố chỉ tịch đành từ bỏ suy nghĩ ra ngoài nhưng cô thực sự không hiểu tại sao tam thiếu lại làm vậy với mình lẽ nào anh ấy sợ bị mình vạch trần rất nhanh đã đến giờ ăn cơm khi cố chỉ tịch xuống tầng thì biết tin tiểu thúc đã đi rồi ăn xong cô định lên tầng gặp tam thiếu vừa vào phòng cố chỉ tịch đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát hiện anh đang nằm trên giường say tí bỉ để phòng ngừa bất chắc cố chỉ tịch lay người tam thiếu mấy cái chắc chắn anh đã ngủ say xem ra đây là cơ hội hoàn hảo nhất rồi rốt cuộc tam thiếu có phải tiểu thúc không bí mật sắp được vén màng rồi cố chỉ tịch bước lên tháo mặt nạ của tam thiếu ra cảnh tượng trước mắt làm cô chết điếng vì người trên giường không phải tiểu thúc hóa ra tin đồn tam thiếu bị hủy hoại nhan sắc là thật anh ấy không phải tiểu thúc lúc này tam thiếu bất ngờ tỉnh lại phản ứng đầu tiên là chạm vào mắt mình, phát hiện mặt nạ đã biến mất, cố chỉ tịch nhận ra sắp to chuyện rồi, tam thiếu từ từ ngồi dậy, bước về phía cố chỉ tịch, em muốn thấy mặt anh thế cơ à, mục đích của em là gì, em là kẻ trúng cử đến à, nói rồi anh xiết cổ cố chỉ tịch, anh đã nói rồi, đừng làm anh phải cáu, nếu không em sẽ hối hận đó, thấy tam thiếu tức giận cố chỉ tịch dối giết cầu xin, bây giờ mới biết cầu cứu à, quá muộn rồi, thấy tam thiếu không có ý định tha cho mình, cố chỉ tịch đành phải cầm bình hoa lên, đập vào đầu tam thiếu quả này tam thiếu không trắng mới lạ anh lập tức buông tay ra cố chỉ tịch thoát nạn thở hổn hển sau đó sợ hãi dựa vào tường nhìn tam thiếu bên cạnh xin lỗi anh tam thiếu em không cố ý cố chỉ tịch vừa kết hôn đã bị chồng cầm to vì trong lúc say cô đã tháo mặt nạ của anh ra cô chỉ muốn xác nhận thân phận của tam thiếu lúc này anh đang đứng trong đại sảnh nói với một người đàn ông rằng sau này cố chỉ tịch sẽ không nghi ngờ thân phận của anh nữa người đàn ông đó cười khẩy bảo tam thiếu có thể về đảo tiếp tục chữa bệnh được rồi sau đó anh đeo mặt nạ lên hóa ra anh ấy là cửu gia thật sau khi cố chỉ tịch bị nhốt đã một ngày một đêm cô không ăn uống gì cửu gia biết tin lập tức đến nơi kiểm tra tình hình thấy cố chỉ tịch nằm co do trên giường anh vội vàng kiểm tra nhiệt độ của cố chỉ tịch sau đó bảo lôi lập gọi bác sĩ đến đây bác sĩ nói cố chỉ tịch gần đây lo lắng nhiều quá chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi đúng lúc này cố chỉ tịch nói mớ mong tam thiếu đừng giết mình nghe xong cửu gia rất xót xa xem ra mình đã khiến cô ấy sợ hãi thật rồi lôi lập thở dài rõ ràng cửu gia quan tâm tới cố chỉ tịch như thế sao cứ làm cô ấy tổn thương vậy nghĩ vậy anh bảo cửu gia hãy nói rõ chân tướng cho cố chỉ tịch đi nếu không cô sẽ phát điên mất nhưng cửu gia nhất quyết không chịu vì anh sợ vẫn chưa tìm thấy hung thủ nếu để lộ một chút sơ hở thôi cũng rất bất lợi với tam thiếu lúc này cố chỉ tịch lại tiếp tục nói mớ tại sao không phải anh tại sao chứ cửu gia khẽ chạm vào chán cố chỉ tịch em rất muốn anh là chồng em à hai ngày sau cố chỉ tịch tỉnh lại và nhận ra mình vẫn còn sống nhưng nghĩ đến tam thiếu cô lại thấy run sợ tự dưng sống lưng lạnh toát ngoảnh đầu lại thì thấy tam thiếu đang đứng dựa vào cửa quan sát mình cố chỉ tịch sợ trách khiếp tam thiếu tiến lại gần cố chỉ tịch và nói chỉ cần em nghe lời anh sẽ chiều chuộng em lúc này trong một căn phòng khác cố tinh tinh đang gọi điện cho ai đó đầu dây bên kia nói với cô ta đêm cố chỉ tịch bị bắt lúc đó cửu gia đã đi tìm một cô gái trong khách sạn làm những người có mặt ở đó rất tò mò sau đó cố tinh tinh nhận được bức ảnh của cô gái đó nhìn thấy nó cô ta thức điếng người Trắng đen rõ ràng rồi, vết bớt trên khuôn mặt Cố Chỉ Tịch là giả, con khốn đó, dám lừa mình bao lâu nay, hóa ra nó và Cửu gia đã quen nhau từ lâu rồi. Thảo nào Cửu gia cứ bảo vệ nó, Cố Chỉ Tịch mày dám lừa tao, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt. Để Cố Chỉ Tịch cảm thấy thoải mái hơn, Cửu gia quyết định đưa cô ra bãi biển. Hôm sau Cố Chỉ Tịch vừa tỉnh dậy, trợ lý Lôi Lập nói với cô, hôm nay mọi người sẽ ra biển chơi, nhưng tam thiếu không khỏe nên không đi được. Muốn Cố Chỉ Tịch tự đi chơi với mọi người, sau đó anh đưa Cố Chỉ Tịch ra sân ba chị em thấy cố chỉ tịch cũng đến liền xì xào bàn tán tam thiếu không đi mà cô ta vẫn vác mặt đến đây à họ nghĩ cố chỉ tịch ra ngoài là để tìm người đàn ông khác lúc này đại thiếu ra mộ hướng đông nói mọi người đã đến đủ rồi chúng ta xuất phát thôi mục đích của chuyến đi này là để cả nhà thân thiết hơn nói xong liền bảo tài xế đưa họ đến bãi cát rất nhanh họ đã đến nơi lúc này cố chỉ tịch đang tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có tự dưng có một cô gái tóc ngắn ra bắt chuyện cố chỉ tịch nhận ra đó chính là bạn thân của mình diệp tử không ngờ cô lại gặp diệp tử ở đây hỏi mới biết, Diệp Tử đã dọn tới đây sống với cha mẹ, cô ấy cũng không nghĩ cố chỉ tịch cũng ở đây, cố chỉ tịch lâu ngày mới gặp lại bạn thân, nên đã nhiệt tình rủ Diệp Tử lên du thuyền chơi với mình, lúc này ba chị em đang tán gẫu trên du thuyền, thấy cố chỉ tịch đưa một người lạ tới, mộ hạo tiết thấy rất trướng mắt, thế là cố tình nói với cố tinh tinh, sao cô ta lại dắt một đứa lạ hoác lên đây chứ, tưởng đây là nhà mình hay gì, mộ hạo tiết nói rất to, nên cố chỉ tịch cũng nghe thấy, nghe xong, Diệp Tử cũng không chịu thua, mấy người này giống cái loa phường nhỉ mộ hạo tiết thấy diệp tử dám nói đều mình liền xù lông lên cố tinh tinh thấy thế chỉ cười khởi lặng lẽ đứng một hóng grammar cố chỉ tịch không muốn làm to chuyện nên bảo hai người họ hãy bình tình nhưng mộ hạo tiết cứ sồn sồn lên may mà có cửu gia đứng ra giải quyết thấy cửu gia đến cố tinh tinh vội vàng sấn lấy anh cố chỉ tịch chứng kiến cảnh tượng này máu ghen nổi lên ai bảo cửu gia ghét phụ nữ chứ hóa ra là chỉ là giả vờ anh ấy chính là một tên háo sắc nghĩ vậy cô đưa diệp tử vào phòng thay đồ cố chỉ tịch nổi tiếng là xấu xí nhất cố gia Thế nhưng khi thay đồ bơi xong, ánh mắt của tất cả đàn ông đều hướng về phía cô. Lúc này mộ nam sơ cũng nhìn thấy cố chỉ tịch, lập tức kéo cô vào lòng. Cảnh tượng này đã bị cửu gia ngồi trên sofa trông thấy. Anh tức đến mức suýt bóp nát cốc nước trong tay. Cố chỉ tịch vội vàng đẩy mộ nam sơ ra, nhị thiếu ra, anh nhận nhầm người rồi. Khi mộ nam sơ nhìn thấy vết bớt trên mặt cố chỉ tịch, anh ta kinh ngạc thốt lên. Sao lại là cô? Diệp tử thấy cố chỉ tịch bị lợi dụng, lập tức đứng ra đòi lại công bằng cho bạn thân. Ai cho anh chạm vào tịch tịch, thích tái máy thì ra chỗ khác cố chỉ tịch thấy thế liền kéo diệp tử sang một bên giải thích mộ nam sơ chỉ nhận nhầm người thôi lúc này có mấy nhỏ hồ linh tinh trên du thuyền thi nhau nói xấu cố chỉ tịch bảo cô mặt dày có tam thiếu rồi mà vẫn câu dẫn nhị thiếu nghe vậy diệp tử chỉ muốn xông đến cào rách miệng đám hèn hạ đó vì không muốn làm to chuyện cố chỉ tịch đã ngăn cô ấy lại cô đưa diệp tử tới hành lang thì bắt gặp cửu ra cũng vừa ra khỏi phòng cố chỉ tịch đang ngắm cảnh trên lan can thì phía sau có một cơn gió lạnh ùa đến làm cô hắt xì một cái cố chỉ tịch ngoảnh đầu lại thì thấy cửu gia đã đứng cạnh mình từ lúc nào không hay cố chỉ tịch vô cùng bối rối thấy thế cửu gia mở lời ai làm gì mà phải sợ hay là cô giấu tôi làm chuyện gì xấu xa hả cố chỉ tịch lắp bắp giải thích nhưng cô không hiểu tại sao mình và cửu gia đâu có liên quan gì đến nhau tại sao mình phải lo sợ chứ cửu gia định rủ cố chỉ tịch xuống biển tắn nhưng cô từ chối cố chỉ tịch nói mình không có ý định tắn biển nghe vậy cửu gia lập tức áp sát cô không tắn thì cô ăn mặc hở hang như này làm gì hả cố tình cho thằng khác xem à cố chỉ tịch xịt keo cứng ngắc nói với cửu gia bây giờ mình sẽ đi thay đồ cửu gia kéo cố chỉ tịch vào lòng thay cái gì cô mặc như này cho tôi xem thì sao nghe xong cố chỉ tịch cảm thấy rất ấm ức sao lại có cái tên khùng đi như này chứ